khi doanh nghiệp phát triển, mạng lưới doanh nghiệp sẽ mở rộng nhiều địa bàn với nhiều đại lý, nhiều khách hàng. Khối lượng giao dịch lớn sẽ là thách thức cho doanh nghiệp trong việc thu thập thông tin chi tiết của giao dịch thanh toán nhằm quản lý các khoản phải thu như gạch nợ, đối soát với các đại lý, hạch toán sổ sách kế toán, theo dõi thông tin thanh toán của từng hóa đơn. Điều này khiến doanh nghiệp gặp nhiều vấn đề như lãng phí thời gian, nhân lực theo dõi thủ công và rủi ro ghi nhận sai thông tin thanh toán. VietinBank trân trọng giới thiệu sản phẩm định danh tài khoản Virtual Account, giải pháp đơn giản hóa quy trình quản lý khoản phải thu của doanh nghiệp. Định danh tài khoản là giải pháp công nghệ số liên kết tập hợp mã định danh tài khoản với một tài khoản thanh toán của doanh nghiệp. Mỗi mã định danh tài khoản tương ứng với một khách hàng riêng biệt. Từng giao dịch thanh toán tới mã định danh tài khoản sẽ được ghi có vào tài khoản thanh toán của doanh nghiệp và báo có sang hệ thống của doanh nghiệp ngay lập tức để gạch nợ. Mã định danh tài khoản là dấu hiệu để doanh nghiệp nhận diện, bóc tách doanh thu theo từng tiêu chí quản lý như doanh thu theo từng khách hàng, từng sản phẩm, từng địa bàn, từng hóa đơn. Cấu trúc mã định danh tài khoản gồm 2 phần. 4 ký tự đầu VA code do VietinBank cấp cho từng doanh nghiệp. Các ký tự sau là số hoặc chữ do doanh nghiệp chủ động thiết kế tùy theo nhu cầu quản lý của doanh nghiệp như mã khách hàng, mã sản phẩm hoặc mã hóa đơn. Mã định danh này được sử dụng thay thế cho số tài khoản thanh toán của doanh nghiệp. Khách hàng có thể thanh toán bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt tới mã định danh tài khoản của doanh nghiệp tại quầy giao dịch hoặc qua Internet Banking của tất cả các ngân hàng trên toàn quốc. Ngay sau khi thanh toán thành công, thông tin giao dịch được cập nhật tức thời cho doanh nghiệp theo hai cách. Sử dụng báo cáo quản lý khoản phải thu trên ứng dụng VietinBank eFast hoặc tích hợp hệ thống phần mềm của doanh nghiệp qua kết nối API để cập nhật thông tin báo có, gạch nợ tức thời. Với định danh tài khoản, VietinBank cam kết mang lại giá trị cho doanh nghiệp. Dễ dàng nhận diện khoản thanh toán, đối soát tức thì, thu hộ đa kênh, tăng doanh số bán hàng, nhanh chóng giao hàng cho khách hàng đã thanh toán, tiết giảm chi phí đối soát thủ công, hạn chế sai sót. VietinBank, ngân hàng giao dịch hàng đầu của doanh nghiệp.